Chào mừng các em đến với tiết học ngày hôm nay. Trong chương 5, các em đã được học hai bài. Đó là bài từ thông cảm ứng điện từ và bài xuất điện đồng cảm ứng. Trước khi tìm hiểu nội dung bài mới, thì ta sẽ ôn tập lại các kiến thức đã học thông qua các câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, khi nào có từ thông? Viết công thức tính và đơn vị đo từ thông. Câu hỏi số 2, thế nào là hiện tượng cảm ứng điện từ? Nêu cách xác định chiều dòng điện cảm ứng. Câu hỏi số 3, viết công thức tính xuất điện đồng cảm ứng. Với câu hỏi thứ nhất, khi nào có từ thông? Công thức tính và đơn vị đo từ thông. Để có từ thông, ta có một mạch kính C đặt trong một từ trường, sao cho các đường sức của từ trường xuyên qua mạch kính. Cô sẽ một mạch kính C đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ B, sao cho các đường sức của từ trường xuyên qua mạch kính. Lúc này từ thông phi được tính bởi công thức. Phi bằng N B S cột alpha, trong đó N là số vòng của mạch kính C, B là cảm ứng từ của từ trường đều, đơn vị là Tesla, S là tiết diện của mạch kính C, đơn vị là mét vuông. Góc alpha là góc tạo bởi vectơ cảm ứng từ B và pháp tuyến N của mạch kính C. Phi là từ thông, đơn vị là Vb, ký hiệu là chữ V đúc viết hoa và chữ B viết thường. Với câu hỏi thứ hai, thế nào là hiện tượng cảm ứng điện từ? Như ta đã được học, hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra khi từ thông qua mạch kính biến thiên, trong mạch kính xuất hiện dòng điện cảm ứng, gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ. Để từ thông qua mạch kính biến thiên, ta sẽ xét nam châm và một mạch kính. Xung quanh nam châm có từ trường. Hướng của từ trường là hướng vào nam ra bắc, như mũi tên màu đỏ ở trên hình vẽ. Khi nam châm đặt gần mạch kính, các đường sức từ do nam châm gây ra xuyên qua mạch kính, nên ở mạch kính sẽ xuất hiện từ thông. Để xuất hiện hiện tượng cảm ứng điện từ, thì nam châm và mạch kính sẽ dịch chuyển so với nhau. Ở đây cô sẽ hai trường hợp. Nam châm dịch chuyển ra xa mạch kính với mô hình thứ nhất, và nam châm dịch chuyển lại gần mạch kính trong trường hợp thứ hai. Ở hai trường hợp này, khi nam châm mạch kính dịch chuyển, so với mạch kính, thì trong mạch kính xuất hiện dòng điện cảm ứng có chiều
như hình phạt. Để xác định được chiều dòng điện cảm ứng đó, ta có thể sử dụng 3 bước như sau. Bước thứ nhất, xác định hướng của từ trường do nam châm gây ra là vào nam ra bắc. Bước thứ hai, ta sử dụng quy tắc nắm bàn tay phải, đó là ngón cái chỉ hướng của từ trường, những ngón tay còn lại của bàn tay phải co lại cho biết chiều dương của dòng điện quy ước sẵn trong mạch kính C. Bước thứ ba, kiểm tra tư thông tăng hay giảm. Nếu tư thông giảm thì dòng điện cảm ứng sinh ra cùng chiều với chiều dương quy ước. Nếu tư thông tăng, dòng điện cảm ứng sinh ra ngược chiều với chiều dương quy ước ở trên mạch kính. Như vậy, qua mô hình em thấy rằng trường hợp thứ nhất, nam châm dịch chuyển ra xa nên dòng điện cảm ứng cùng chiều với chiều dương quy ước. Và mô hình thứ hai, nam châm dịch chuyển lại gần mạch kính, tư thông tăng nên dòng điện cảm ứng sinh ra ngược chiều với chiều dương quy ước ban đầu. Câu hỏi số 3. Việc công thức tính suất điện đồng cảm ứng. Suất điện đồng cảm ứng được tính bởi công thức trừ delta phi chia delta t. Trong đó, delta phi gọi là độ biến thiên của từ thông. Delta t là thời gian từ thông biến thiên và thương số delta phi chia delta t gọi là tốc độ biến thiên của từ thông. Suất điện đồng cảm ứng có đơn vị là vôn. Như vậy ta đã ôn tập lại nội dung hai bài đã học trong chương 5 liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ. Bây giờ ta sẽ tìm hiểu một hiện tượng cảm ứng điện từ đặc biệt, đó là hiện tượng từ cảm. Bài 25, từ cảm. Nội dung thứ nhất, từ thông riêng của một mạch kính. Như ta đã ôn tập, để có từ thông ta sẽ có một mạch kính và có các đường sức từ xuyên qua mạch kính. Ở đây ta sẽ từ thông riêng của mạch kính, có nghĩa là trong mạch kính đó có dòng điện đi qua và xung quanh dòng điện có từ trường. Như vậy các đường sức của từ trường trong mạch kính xuyên qua mạch kính nên được gọi là từ thông riêng. Để từ thông đáng kể, ở đây ta sẽ xét một ống dây hình trụ có chiều dài L, số vòng N, tiếp diện mỗi vòng là S và có dòng điện I chạy qua.
Trong ống dây hình trụ. Cảm ứng từ B liên hệ với dòng điện Y bởi công thức. Đó là B bằng 4 pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân N nhân Y chia cho L. Qua công thức ta thấy rằng B tỷ lệ với dòng điện Y. Trong công thức tính tư thông giữa tư thông phi và cảm ứng từ B cũng có mối liên hệ. Qua công thức là phi bằng N nhân B nhân S nhân về cột alpha, có nghĩa là phi tỷ lệ với cảm ứng từ B. Khi phi tỷ lệ với B và B tỷ lệ với Y thì ta có thể kết luận trong ống dây hình trụ đó phi tỷ lệ với dòng điện Y theo tính chất bắc cầu. Từ đó ta được công thức phi bằng L nhân Y, trong đó L người ta gọi là hệ số tỷ lệ giữa phi và Y, gọi là độ tự cảm của mặt kính C. Độ tự cảm có đơn vị là Henry, phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của mặt kính C đó. Với một ống dây hình trụ có chiều dài L, tiếp dẫn S gồm N vòng dây và có dòng điện Y chạy qua. Để xác định độ tự cảm L của ống dây liên hệ với chiều dài, tiếp diện, số vòng và cường độ dòng điện Y, thì ta sẽ sử dụng lại các công thức đã được học. Công thức thứ nhất đó là phi bằng L nhân Y. Công thức thứ hai, phi bằng N nhân B nhân S nhân cột alpha. Đối với ống dây hình trụ, khi có dòng điện Y chạy qua thì cảm ứng từ B và chiều dòng điện Y có mối liên hệ thông qua quy tắc nắm bàn tay phải. Sau khi xác định chiều của từ trường thì nó trùng với trục ống dây, nên ta chọn pháp tuyển N sao cho góc alpha là không độ. Cột không độ bằng 1 nên đối với ống dây hình trụ tư thông phi sẽ bằng NBS. Cảm ứng từ của ống dây hình trụ là 4 pi nhân 10 mũ trừ 7 NI chia L. Ta sử dụng tính chất bắc cầu phi bằng L nhân Y bằng N nhân B nhân S, suy ra được L bằng NB chia Y. Em thay B vào trong công thức thì sẽ chứng minh được độ tự cảm L được tận bởi công thức 4 pi nhân 10 mũ trừ 7 N bình phương chia L nhân S. Công thức này áp dụng cho trường hợp ống dây hình trụ rộng ở bên trong. Nếu ống dây hình trụ bên trong có lõi sắt hoặc thép thì cảm ứng từ thì độ tự cảm L được tính bởi công thức Nui nhân 4 pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân N bình phương chia L nhân S, có nghĩa là thêm một đại lượng là Nui, gọi là
đồ tư thẩm. Nó đặc trưng cho tư tính của loại sắt có giá trị cỡ 10.14. Để tìm hiểu xem tư tính của loại sắt như thế nào thí nghiệm về sự nhiễm từ của sắt thép mắc một mạch điện như hình vẽ gồm có pin là nguồn điện một chiều một khóa K ám bé kế một điện trở và một ống dây hình trụ mắc tạo thành một mạch gần ống dây hình trụ ta đặt một kim nam châm thử ban đầu khóa cá mở mạch điện đang hở số chỉ của ampe kế là bằng không kim nam châm đang chỉ theo hướng bắc nam theo từ trường trái đất khi đóng khóa cá lại kem quan sát góc lệch của kim nam châm so với phương ban đầu. Khi đóng khóa K, mạch điện kín. Lúc này sẽ có dòng điện qua ống dây. Ở ống dây sẽ sinh ra từ trường hút kim nam châm về phía nó nên kim nam châm lệch so với phương ban đầu quan sát thí nghiệm thứ hai cũng như thí nghiệm ban đầu nhưng ta cho loại sắt hoặc thép vào trong ống dây. Ban đầu khi khóa cá đang mở, kim nam châm vẫn lệch theo hướng từ trường trái đất. Khi đóng khóa cá lại, kem quan sát xem góc lệch kim nam châm có thay đổi so với ban đầu hay không. Qua thí nghiệm ta thấy rằng khi đóng khóa K tạo nên mạch kín ở ống dây cũng xuất hiện từ trường và kim nam châm lệch nhiều hơn so với độ lệch ở trường hợp thứ nhất khi ta không cho lõi sắt hoặc thép vào ống dây. Có nghĩa là khi ta cho lõi sắt hoặc loại thép vào ống dây thì từ trường do ống dây tạo ra mạnh hơn nên hút kim nam châm mạnh hơn do đó kim nam châm lệch nhiều hơn chứng tỏ loại sắt thép có tác dụng tạo ra từ trường mạnh hơn. Ta tìm hiểu nội dung thứ hai của bài tự cảm, đó là hiện tượng tự cảm là gì? Ta đã được học hiện tượng cảm ứng điện từ là hiện tượng từ thông qua mạch kính biến thiên và sinh ra dòng điện cảm ứng. Thì hiện tượng tự cảm cũng tương tự như vậy. Nó là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên của từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch. Như vậy,
Hiện tượng từ cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ đặc biệt. Vẫn là từ thông biển thiên, nhưng từ thông đó do chỉnh mạch kín C tạo ra. Bây giờ ta sẽ tìm hiểu một số ví dụ về hiện tượng từ cảm như sau. Ta có một mạch điện có hai bóng đèn D1 và D2 giống nhau. Bóng đèn D1 mắc nối tiếp với điện trở R. Bóng đèn thứ hai D2 mắc nối tiếp với một ống dây có độ từ cảm L và có điện trở R. Các em chú ý, điện trở mắc với đèn 1 và điện trở trên ống dây có giá trị như nhau. Trong mạch hiện tại khóa K đang mở, hai bóng đèn không sáng. Các em quan sát hiện tượng khi động khóa K. Chú ý hai bóng đèn. Các em quan sát lại thí nghiệm một lần nữa. Khi động khóa K, đèn 1 sáng lên ngay, đèn 2 sáng lên từ từ. Sau một thời gian, độ sáng mới ổn định. Lý do của hiện tượng này là gì? Nó được giải thích như sau. Khi động khóa K, dòng điện từ C đến D qua ống dây tăng lên. Lúc này, từ trường qua ống dây sẽ tăng. Khi từ trường tăng, từ thông qua ống dây tăng lên. Trong ống dây xuất hiện dòng điện cảm ứng chống lại sự tăng của dòng điện từ C đến D, làm cho đèn 2 sáng lên một cách từ từ. Còn dòng điện từ A đến B tăng nhanh vì không có sự cản trở của dòng điện cảm ứng. Do đó, đèn 1 sáng lên ngay. Sau một thời gian, độ sáng hai đèn là như nhau. Ta xét ví dụ thứ hai. Ta có một bóng đèn mắc song song với một quần cảm có độ từ cảm L vào trong một mạch kín có nguồn điện và một khóa K đang đóng. Mạch đang kín nên bóng đèn đang sáng. Hiện tượng gì sẽ xảy ra khi ta ngắt khóa K? Các em quan sát lại. Khi ngắt khóa K, đèn D không tắt ngay mà bừng sáng lên rồi mới tắt hẳn. Hiện tượng này được giải thích như sau. Khi ngắt khóa K, dòng điện I qua cuồng cảm giảm xuống. Từ trường qua cuồng cảm giảm.
từ thông giảm và xuất hiện dòng điện cảm ứng chống lại sự giảm của dòng điện y qua bóng đèn. Khi dòng điện cảm ứng qua bóng đèn thì đèn bừng sáng rồi mới tắt. Trong hiện tượng cảm ứng điện tử, xuất điện đồng sinh ra dòng điện cảm ứng gọi là xuất điện đồng cảm ứng. Thì trong hiện tượng từ cảm, xuất điện đồng sinh ra dòng điện từ cảm gọi là xuất điện đồng từ cảm. Ta sang phần 3. Trước tiên, ta sẽ công thức tính xuất điện đồng từ cảm. Dựa vào công thức tính xuất điện đồng cảm ứng là E cảm ứng bằng trừ delta phi chia delta t, mà hiện tượng từ cảm cũng là hiện tượng cảm ứng điện tử, nên xuất điện đồng từ cảm cũng được tính bởi công thức trừ delta phi chia delta t. Trong hiện tượng từ cảm, phi là từ thông riêng được tính bởi công thức L nhân Y, và từ thông này biến thiên do dòng điện Y biến thiên nên delta phi là bằng L nhân delta Y. Thay vào công thức, ta sẽ được xuất điện đồng từ cảm bằng trừ L delta Y chia delta T. Gọi delta Y chia delta T là tốc độ biến thiên, cường độ dòng điện. Vậy xuất điện đồng từ cảm có độ lớn tỷ lệ với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch. Dấu trừ trong công thức là để phù hợp với định luật Lenzer. Nội dung thứ hai của mục 3 là năng lượng từ trường của ống dây từ cảm. Mục này được giảm tải không học. Phần thứ tư, ứng dụng của hiện tượng từ cảm. Hiện tượng từ cảm có nhiều ứng dụng trong thực tế. Ví dụ, chống mạch điện xoáy chiều. Mạch điện xoáy chiều gồm có 3 linh kiện cơ bản là điện trở R, tụ điện C và ống dây có độ từ cảm L. Dòng điện xoáy chiều chạy trong mạch điện đảo chiều liên tục với tần số F. Cuồng cảm trong mạch điện xoáy chiều có tác dụng càng trở càng lớn nếu dòng điện đổi chiều càng nhiều. Ứng dụng nữa là trong mạch dao động gồm có tụ điện và cuồng cảm mắc với nhau tạo thành mạch kín gọi là mạch LC. Mạch dao động có nhiều ứng dụng trong thực tế. Ví dụ, trong thông tin liên lạc, sử dụng sóng vô tuyến, không dây như sóng wifi, sóng điện thoại. Sử dụng ở các đài phát thanh, truyền hình để truyền tín hiệu đi xa. Ứng dụng trong máy biến áp, trạm biến áp. Trong máy biến áp gồm có hai cuồng dây là cuồng sơ cấp và cuồng thứ cấp. Cuồng sơ cấp nối với nguồn điện, cuồng thứ cấp nối với nơi tiêu thụ điện. Thì đó là các ống dây
có độ từ cạn L. Như vậy đó là cô giới thiệu sơ qua về một số ứng dụng của hiện tượng từ cạn. Các ứng dụng này các em sẽ được tìm hiểu rõ hơn trong chương trình vật lý 12. Phần tiếp theo, sử dụng các kiến thức đã học. Bây giờ ta sẽ trả lời lần lượt các câu hỏi sau đây. Câu thứ nhất, hiện tượng từ cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên của từ thông qua mạch gây ra bởi. Ta có 4 sự lựa chọn. Và đáp án của câu này là đáp án A, sự biến thiên của chính cường độ dòng điện trong mạch. Câu số 2, suất điện đồng từ cảm của mạch tỷ lệ với. Như ta biết, suất điện đồng từ cảm bằng trừ L delta I chia delta T. Thương số delta I chia delta T gọi là tốc độ biến thiên, cường độ dòng điện. Nên câu này ta sẽ chọn đáp án là câu D. Câu số 3, phát biểu nào dưới đây là sai? Suất điện đồng từ cảm của cuộn dây lớn khi nào? Thì suất điện đồng từ cảm của cuộn dây được tính bởi công thức trừ L delta I chia delta T. Delta I chia delta T gọi là tốc độ biến thiên, cường độ dòng điện. Nên suất điện đồng càng lớn nếu dòng điện biến thiên nhanh. Biến thiên có hai chiều, tăng hoặc giảm. Cho nên đáp án sai của câu này sẽ là câu C. Câu số 4, kết luận nào sau đây là đúng? Dựa vào định nghĩa hiện tượng từ cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên của từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch. Nên đáp án đúng là câu C. Câu số 5 là một bài tập. Cho một ống dây hình trụ có chiều dài L gồm 100 vòng dây, mỗi vòng có đường kính 20 cm. Tính độ từ cảm của ống dây. Trong phần 1, độ từ cảm của ống dây được tính bởi công thức 4π nhân 10^-7 n bình phương chia L nhân S. Ở đề bài này, người ta đã cho số vòng dây là N. Chiều dài cũng đã cho là 50 cm, nhưng hiện tại đang đơn vị là cm thì ta phải đổi sang đơn vị mét. Trong công thức ta sử dụng là tiết diện S của ống dây hình trụ. Ở đề bài người ta cho đường kính, như vậy ta sẽ phải tính tiết diện S. Đối với ống dây hình trụ, tiết diện S của hình tròn sẽ được tính bởi công thức là pi r bình phương, hoặc em cũng có thể sử dụng công thức là pi d bình phương chia 4 và thay vào em sẽ được như vậy. Đầu tiên ta sẽ tóm tắt đề bài, sau đó đổi các đơn vị nếu có, sử dụng công thức.
thay số. Ta sẽ được đáp án và tính được độ từ cảm của ống dây bằng 0,079 đơn vị là Henry, là giá trị xấp xỉ. Nhiệm vụ ở nhà của các em là chép bài đầy đủ vào vở học, ghi nhớ các công thức tính từ thông riêng, độ từ cảm của ống dây và xuất điện động từ cảm để làm bài tập. Trả lời câu hỏi C2 trong sách giáo khoa, trang 155. Làm các bài tập 4, 5, 6, 7 trong sách giáo khoa, trang 157. Và làm các bài tập sau đây. Các em chép đi vào vở làm bài tập và chụp nộp cho giáo viên. Nội dung của bài học đến đây là hết. Chúc các em học tốt.